Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và hiện tại em đang test chay nhá. Test chay ở đây là gì? Có nghĩa là chúng em đang test nguyên súp, bởi vì thời gian gấp quá. Đợi đến tầm này hơn 5 giờ rồi, bắt đầu súp mới về bên showroom của chúng em để giả hàng các anh em này. Anh Khoát là một này. Đó. Đơn của anh Khoát này, loa súp S1500 này. Đơn của anh Dương này, hai con 11 triệu này. Đó. Đơn của anh Ngọc Bảnh này. Toàn bộ là 5 triệu rưỡi hết và tặng kèm dây giác phụ kiện đi kèm này. Anh Mạnh này, anh Lực này. Đó, rất là những cái mẫu đơn của con súp S1500 này hiện tại em đang test chay. Các em đeo tai nghe vào cho em thì nó sẽ đeo tai nghe vào để căn bản bây giờ là em đang test để cho nó hoạt động thôi, chứ còn chất âm con này quá phê rồi. Chuyển cho em nhé, chuyển gấp cho em. Đang test chay ở đây là dùng nguyên một cái điện thoại để cắm dây nguồn vào từng con một để test thôi. Thời gian quá gấp. Form của con này thì em cũng đã giới thiệu rồi, phủ cho mình một lớp sơn màu đen sần và hai tay sách hai bên, vì con này trọng lượng khá nặng, hơn 40 kg, và bát 40 bát mặt, ba lỗ thông hơi trước này, cọc chống dựng loa phun đằng trước nữa đây ạ. Con này ok. Ok, chuyển sang con bên này. Anh ấy xách nốt cái con này vào cho em này. Mới được 2, 4, 5, 6 con, 7 con, 8 con đủ. Chuyển nốt cái con đấy vào để cắm test luôn. Đấy. Đây cho con này ra đây anh ấy. Cứ con nào được thì chuyển ra cho em. Con này xong rồi. Con này vào anh ấy. Con đến test chưa? Chưa. Để dịch vào. Đối với mẫu súp S1500 này, nó là hàng chính hãng của WeWood, và hãng âm thanh lớn của Mỹ. Và bản này của em có thể đánh được cả điện cả hơi. Để em quay sang bên này một chút đây. Bản này đây các anh em có thể nhìn thấy model S1500 này, công suất max được 1000W. Và con này nó đánh được cả điện cả hơi. Và hiện tại cái không gian khai thác của nó thì rơi khoảng độ 6-70m², đánh kịch, đánh căng đét luôn đấy. Kết hợp với đánh với sự kiện được và gia đình cũng được. Giá của mẫu này là 5.500.000 đồng. Hiện tại bên showroom chúng em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc các anh em. Thời điểm này thôi nhé, còn gần sắp Tết thì lại càng khó khăn nữa. Nên các anh em đặt hàng thì liên hệ ngay cho em theo số hotline 0963889192 và 0965503357. Nó rất là nặng này, một mình Mr. Thanh không thể bê nổi, để thử vần. Đây là quy trình test nhanh mà các anh em là nhận hàng mà bưu tá không có nhiều thời gian đợi các anh em kiểm tra, thì các anh cứ lấy cho em một cái sợi dây này 3.5 ra hai đầu hoa sen và test nhanh như thế này là được. Đó.